Đấy nếu bạn thống rồi nè, bạn buồn phải ăn cống ấy nhá. Ăn nát lên. Bế, phi công thông á. Vậy lại chở Tri Tôn mà. Đi phát trong ăn tức bây giờ về tới Tri Tôn mà. Đi về là khoảng 24 cây. Ăn được bốn lần một chốc, uống nước lèo rồi không e mà không biết nó bán ở đâu ngon nữa. Ở chợ Châu Lăng có chỗ nó bán ăn cũng ngon. Người đi ăn phở năm ly. Nước ở đây chắc cũng cỡ một mét, mét mấy á. Nước chỗ này nè. Cái ruộng này là năm nào mà có mưa nhiều quá là không có làm được. Tại nó không có chỗ thoát nước. Mấy cò đâu rồi? Có 3-4 cò nó xuống đây. Nước ngập hư ruộng ra hết. Này xe của bà con nông dân người ta đi ruộng này. Mà người dân ở đây người ta đi ruộng hay đi rẫy á, người ta hay có cây dao này nè, đó kêu bằng cây bạc ké là cây mát đó. Cây dao mát để người ta chặt đầu rồi chặt cây chặt rừng này nữa đó. Sớm mấy nãy phụ tàu hú. Hả? Trời ơi, trời ơi, đây. Trời ơi, nó phải to tầm nào cũng nè. Hả, đăng á, bà ta đăng, tay đăng á. Dạ. Đấy nếu bạn thống rồi nè, bạn buồn phải ăn cống ấy nha. Ăn nát lên. Bế, phi công thông á. Con cha sẻ nó ngay, lại cho con nói nó bọc kia bóng này. À, lại cho con nói nó. Ờ chắc không ai nghe còn một trăm Việt Nam kia có cơn giông ập đến rồi sớm đâu mùa rụng ba hồi đón cơn mưa đầu tiên về để ngày mai nhìn đàn cò trắng ngừng đầu vừa gió dài rộng cánh bay bay về phía mặt trời chạm tờ lễ chuyện khỏi cao chuyện tay với đấy tay mà chuyện nuôi nhá ờ rồi sao phải bị chọc rướng ấy.
Câu kia đó là cổ đi nhổ mạ, chỗ nào mà lúa nó mọc dày ấy, cổ nhổ ra mới cho mấy người ở đây người ta cháy lại. Xoay đi lấy xà lôi á, nó hoặc cao đó. À xe nó lấy bạc tỷ á. À, nước sâu này nó lội đi trên bờ ruộng mà tới ống Nguyễn. Đi kiếm cỏ cho bò. Đây nước ngập trắng rồi, mấy cái ruộng ở gần đường này nó sâu. Nó sâu thì thử ra nước, khi mà nước ở trên kia nó đổ về á, chỗ này nó không có chỗ thoát nước nữa. Mình thử ra nó động rồi ở đây. Cái này người ta kêu bằng cấy dặm. À, cấy dặm lại rồi. Khơi cái bó cái bạch đau thôi. Hả? Hả? À, cái này rồi. Ta cấy nhưng mà cái này chỗ này là nó không mọc ra, ta cấy nó lại. Chuột ăn nè. À. Đây có bài bậy này không? Anh vậy không ai vậy vua anh vậy phải ăn ấy anh vậy ban tao ngon rồi. Vậy ly lâm kia đó ơi. Anh thọt chẳng ai vậy không ai kia nè mưa cái ọt vô lưng thọt vậy lia lòng chùa khá ở cái vô khá nắng ai càng này lấy mà khôi ói á. Mày xoài tôn nó ngay. Nếu xa đam phấn lắm. Nên nắng ngay. Tại vậy ta không ai kì xua rồi cái ta. Ờ... Vậy sẽ kì xa đam ọt dù. Ta là lươi không ai khá lươi Việt Nam khá. Ờ, quay mấy chị này người Khmer nè. Mấy chị nói người biết tiếng Khmer sao không nói tiếng Khmer. À, tôi nói phải nói tiếng Việt một mớ, nói tiếng Khmer một mớ để bà con người ta coi người ta mới hiểu. Vợ dạo này nghỉ nuôi dê hả? Lúa này nó bị nước ngập nè. Hôm qua mưa nước nó ngập mà. Bên đây cũng vậy nè.
cái ruộng đó giáp với con đường thôi là nó bị ngập, còn ở trên này là nó không có bị ngập. Trên này nó chảy dòng xuống dưới đó rồi chảy ra cống, nhưng mà cái cống thoát nước không kịp á.